mình là mình bắt đầu quay rồi đó, anh làm gì vậy? Hả? Mình đang bắt đầu quay, anh làm gì vậy? Ừ thì nãy giờ quay mà, thì anh cũng đang tập luyện vật xíu để có cái để quay, em hiểu không? Nhưng mà anh đang tập cái gì? Trời ơi, thấy mỏ anh chung chấm chiếm dễ thương vậy mà em cũng không đoán được anh làm cái gì nữa hả? Không, không. Trời ơi nè, anh chú nè. Để anh dùng khẩu hình, dùng cái miệng của mình để mình tạo cái tiếng nhạc âm thanh, hiểu không? Giống như là huýt sáo á, từ dân gian là huýt sáo. Cái âm thanh anh tạo ra nó kỳ lắm, nghe nó không hay. Em nói dối. Anh nói vậy anh không có tin em được. Nãy giờ anh huýt không hề ra tiếng luôn á mà em nói không hay. Thì bây giờ thì nãy giờ không có tiếng luôn á mà em khen hay vậy dở. Không có tiếng gì anh tập chứ gì, anh mua cây sáo gì vậy? Anh thổi gì sướng hơn không? Ủa được không? Thiệt. Tại vì anh nghĩ là bây giờ anh huýt sáo bằng miệng mà nó đã khó như vậy, bây giờ mình mua cây sáo về nữa thì nó khó cỡ nào, nên anh chưa nghĩ tới cái điều đó. Anh ơi, anh huýt sáo bằng cái miệng không hề một cái bài bản nào nó phát ra được hết trơn, trời ơi anh. Anh mua cây sáo về anh tập, anh học còn sướng hơn nữa. Hay vậy ta? Không, em nói gì đâu chứ anh nghĩ là thật sự, ví dụ mình bây giờ có cây sáo ở đây chưa chắc gì mà anh thổi sáo được. Tại vì bây giờ đâu có ai giảng dạy, đâu có ai chỉ anh cách mà thổi sáo cho hay cho chuẩn đâu. Bởi vì anh tập huýt sáo một mình bằng miệng của anh cho nó chắc. Anh ơi, cái gì cũng phải qua quá trình tập luyện hết nha. Bây giờ anh muốn học thổi sáo đúng không? Thì em sẽ cho anh gặp khách mời ngày hôm nay. Có luôn hả? Khách mời nào biết chỉ thổi sáo cho anh luôn hả? Hay vậy? Đã, bây giờ xin mời bạn Nhật Minh, khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Nhật Minh. Cảm ơn Nhật Minh rất là nhiều. Cảm ơn Minh Dự nhiều lắm em ơi. Trời ơi, giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh vậy á. Đang tập huýt sáo không được, em đưa trực tiếp một người thầy dạy thổi sáo cực kỳ hay đến đây cho anh luôn. Hay quá, có dịch giới thiệu sơ anh về người thầy Nhật Minh của anh được không? Dạ, dạ bạn Nhật Minh ơi, có thể giới thiệu cho bạn về bản thân một chút cho anh Quý cũng như mọi người biết được không? À, chào anh Minh Dự với anh Quý và cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem đài truyền hình, đang xem chương trình. Thì em tên là Đinh Nhật Minh, là một nghệ sĩ thổi sáo trúc. Và hôm nay rất là vui đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Rất là vui khi Nhật Minh tham gia chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây ngày hôm nay. Anh Quý ơi, sau khi nghe một cái đoạn thổi sáo của Nhật Minh rồi thì anh cũng muốn học hỏi là tìm hiểu gì không? Chứ anh thấy em thấy anh tập là không ổn rồi đó. Sau khi nghe cái đoạn thổi sáo của bạn Nhật Minh thì anh nghĩ là anh sẽ từ bỏ cái việc thổi sáo của mình và tập trung vào cái việc thổi sáo của bạn Nhật Minh. Quá hay, quá tuyệt luôn. Nhật Minh ơi, cho anh hỏi là cái cơ duyên nào giúp em đến với bộ môn nhạc cụ này? Cơ duyên phải nói nó rất là tình cờ. Mặc dù là em có một cái nền tảng, đó là gia đình, cả gia đình đều theo truyền thống là trình diễn và biểu diễn âm nhạc dân tộc cũng như là nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp, như là ba em, mẹ em từ đời ông nội nữa, cả ba thế hệ, thì em là thế hệ thứ ba, thì có một cái nền tảng như vậy. Nhưng mà là ai cũng nghĩ là từ nhỏ sinh ra trong một cái nền tảng như vậy thì chắc là sẽ được bị ba mẹ hướng cho cái nghề này, nhưng mà hoàn toàn thì ba mẹ em lại không có áp đặt cái suy nghĩ đó từ lúc em còn nhỏ. Cái cơ duyên này nó đến hoàn toàn rất là tình cờ. Tại vì trước giờ mình cứ thấy ba mẹ ở trên sân khấu á, thì mình chỉ thấy là trình diễn theo cái cách này kia trên sân khấu thôi. Tò mò rằng là mình thử chạm một cái nhạc cụ nó sẽ như thế nào. Thì đến một ngày cái sự tò mò nó lên đỉnh điểm. Thì em thấy cái sáo được đặt ở trên bàn, thế là em cầm, em tò mò, thế là em cầm. Bắt đầu em bắt chước cái cách mà ba em làm trên sân khấu hay là ở nhà đó, thì mình bắt đầu bắt chước, thì mình làm. Cái mình làm không được, cái bắt đầu mình mới cầm cái sáo, mình chạy đến chỗ của ba, mình mới hỏi là ba ơi, con thổi này như thế nào, rồi thổi ra làm sao. Thế là
từ những cái nốt đầu tiên, từ những cái cách đầu tiên đó. Thế là cứ dần dần ba em chỉ cho em những cái nốt cơ bản, làm sao để cho nó ra được cái nốt nè, xong ra âm thanh nè, xong rồi những cái bài cơ bản bình thường dần dần lên khó dần. Cái sự thử thách trong em nó càng ngày càng lớn. Ví dụ em vượt qua thử thách này đầu tiên, kiểu mình làm được điều này, xong mình muốn làm được một cái điều đó khác nữa, khó hơn nữa, cứ khó hơn nữa, khó nữa, cứ thôi thúc mình như vậy. Và cho đến hiện tại bây giờ nó đã đi theo em được 15 năm. Wow, còn nhỏ như vậy hả? Dạ. Em có thể chia sẻ cho anh cũng như là Minh Dự được biết hơn về cái sự khó khăn trong cái việc mà những bước đầu mình tập thổi sáo nó như thế nào không? Cái khó khăn nhất của em đó là cái khoảng thời gian tập luyện. Và cái thứ hai là làm sao để kiên trì và giữ được cái niềm đam mê đó. Dạ, nhưng mà cho Dự hỏi là có rất nhiều nhạc cụ, tại sao Minh lại đam mê về cái thổi sáo này? Em cũng không nói rõ được là tại sao em thích, nên chỉ là ban đầu cái sự tò mò đó của mình, xong mình thấy nó hay thôi, đơn giản là nó hay, thay vì nó cũng giống như là một cái nhạc cụ đi giai điệu à, thay vì mình hát thì nó cũng ra được cái giai điệu đó, thổi sáo nó cũng ra được cái giai điệu đó, nên là mình cảm thấy là cái tiếng sáo nó vừa hay, nó vừa gần gũi, thứ hai nó là mang cái gọi là cái tiếng nói của người Việt Nam. Sau này khi mà em trải qua nhiều năm với cái cây sáo này, được nhiều cái cơ hội để trình diễn, cũng như là mình đi nước ngoài á thì mình trình diễn, thì cái niềm tự hào về cái cây sáo này và âm nhạc dân tộc nói chung á của em nó càng càng lớn lên. Nên là từ cái sở thích đó cùng với những cái gì mình kinh qua, những cái gì mình trải nghiệm qua, thì nó trở thành niềm đam mê, thậm chí là nó là một cái niềm tự hào. Dạ. Yeah. Vậy Minh cho Dự hỏi là sau rất nhiều năm đeo đuổi nghệ thuật thổi sáo như vậy thì đã là công việc để đem lại nguồn thu nhập chính cho Minh chưa? Phải nói bây giờ thu nhập chính của em là thổi sáo và xung quanh những cái việc mà làm về âm nhạc dân tộc. Em đi thu âm nè, em đi dạy học. Hiện tại bây giờ là vẫn dạy học bằng online. Dạ. Dạ, thì hầu hết những cái thu nhập chính hiện tại của em là từ cây sáo và nhạc cụ dân tộc. Nhưng mà phải nói là nếu mà nó tình hình chung những cái bạn khác thì phải nói đó là để theo đuổi âm nhạc dân tộc á thì nó vẫn còn một cái sự khác biệt so với theo đuổi nhạc cụ cũng như âm nhạc phương Tây, âm nhạc hiện đại. Dạ. Không chỉ là những cái nhạc EDM hay là những cái nhạc cụ piano hay là violin, thì nó có một cái thực tế đó là xưa nay thì không hiểu sao người Việt Nam chúng ta lại xem nhẹ, hoặc là cảm thấy cái việc là âm nhạc dân tộc của mình á nó lúc nào cũng sẽ đi gọi là bị thấp hơn so với âm nhạc phương Tây, hoặc là thấp hơn so với giá trị của âm nhạc hiện đại. Thì em cũng đang và đã rất nhiều lần cố gắng để làm sao để mà nâng cái giá trị của âm nhạc dân tộc lên, để cho mọi người thấy nó gần gũi hơn, nó có giá trị hơn, để không chỉ những em là những cái người bạn trẻ cũng như là người trẻ hơn thế hệ sau này, người ta có cái cảm hứng thích thú để người ta đi theo cái con đường âm nhạc như thế này. Chứ bản thân em thì từ cái thời mà em về sau khi học ở nước ngoài về Việt Nam, mình chứng kiến rất là nhiều các bạn cùng trang lứa của bạn học cùng với mình á, người ta bỏ cái đam mê này, người ta phải đi qua cái nghề khác vì cái ngành này nó không mang lại cái thu nhập chính cho họ. Thì đó cũng là một cái điều mà em rất là buồn. Thì Minh ơi, như em chia sẻ thì vậy, có bao giờ mà em có những cái suy nghĩ mà tiêu cực, hay là những suy nghĩ mình muốn từ bỏ cái niềm đam mê của mình khi mà dòng nhạc dân tộc này cũng như là bộ môn thổi sáo nó hạn chế hơn, nó ít lan tỏa, nó ít được phổ biến hơn so với dòng nhạc trẻ hiện đại bây giờ không hả chị Minh? Dạ có, đương nhiên có. Em nghĩ là không chỉ ngành nghề của em mà những ngành nghề khác, nghệ thuật khác cũng vậy. Có khoảng thời gian nó cũng không được ưa chuộng. Những ngành nghề khác đều có những khoảng thời gian khó khăn nhất định. Mình phải có cái suy nghĩ cũng như là cái đam mê nó đủ để mà mình có những cái ý tưởng cũng như là cái cách làm sao để mà tiếp cận gần gũi hơn. Nên là ban đầu em những cái nhạc cụ dân tộc hiện tại bây giờ vào khoảng 10 năm trước á, mọi người rất là ít biết tới. Nhưng mà
khoảng trở lại 3 năm gần đây có những cái tác phẩm mà ca khúc, ví dụ như là cái bước tiến mà nhiều người để tâm hơn với âm nhạc dân tộc, đó là khi mà bài Để Mình Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh được xuất bản ra, thì rất rất nhiều cái ý kiến cho rằng âm nhạc dân tộc kết hợp với âm nhạc hiện đại là một cái rất là thú vị. Mà em cũng rất là may được góp tí tiếng sáo trong cái bài đó của chị Hoàng Thùy Linh. Thì em cũng cảm thấy đó là một cái cách làm của các bạn trẻ trong thế hệ của em sau này cũng có thể hướng tới. Đó là quan trọng làm của mình và cái niềm đam mê của mình như thế nào thôi, chứ khó khăn thì luôn luôn nó ở xung quanh. Dạ, chính xác như mình có chia sẻ thì những ca khúc gần đây, đặc biệt là những ca khúc nhạc trẻ sẽ có những bản phối cùng với giai điệu nhạc hưởng âm hưởng dân tộc, thì bản thân anh cảm thấy rất là hay và rất là thích những bài hát đó. Dạ, Minh ơi, hồi nãy mình có nhắc tới một cái ca khúc của chị Hoàng Thùy Linh, chị mình có thể biểu diễn lại một chút xíu cái sự xuất hiện của thổi sáo trong đó không? Nhật Minh ơi, cho anh hỏi một cái, khi mà em thổi xong anh mới phát hiện, hình như nếu em nhớ không lầm thì cái giai điệu này nó ở trong cái đoạn anh nghe đặc biệt nhất là trong cái đoạn nhạc dạo mà sau cái phần điệp khúc của bài bài này đúng không Nhật Minh? Với lại Nhật Minh cho anh hỏi thêm, cái cây sáo này nó khác, anh thấy nó có điểm đặc biệt là nó lại có hồ lô ở trên, với lại hình như là nó có ba cây sáo kết hợp lại đúng không? Nó khác với cây sáo thường như thế nào vậy? À dạ, cây sáo này nó có xuất xứ từ những cái vùng Tây Bắc của mình. Cái sáo này con được gọi là cái sáo hồ lô. Dạ, cái tiếng của nó thì nó giống với lại cái tiếng sáo mèo, nhưng mà cái hình thức thì nó khác. Về nguyên lý thì nó vẫn giống là nó có một cái lưỡi lam, gọi là cái lưỡi gà ở phía trong á, để mà tạo những cái âm thanh nó rè như vậy, là nhờ cái lưỡi gà. Cái đặc biệt nó khác ở chỗ là một lúc nó có thể thổi được ba âm thanh khác nhau. Nhưng mà tại vì cái cây này do thời gian dịch nên mình chưa kịp đang đi sửa, nên là nó không có thể thổi được hai cái âm còn lại. Đây là cái hai cái thanh nó sẽ phát ra hai âm thanh khác nữa, và cùng lúc chúng ta sẽ thổi được ba âm thanh. Nó giống như là cái khèn á, giống cái khèn của mình khi mình thổi á, nó cũng sẽ phát ra là nhiều âm thanh khác nhau. Thì đó là cái sự khác biệt của cây sáo hồ lô này. Sáo hồ lô là mình có hình hồ lô, vậy còn cái sáo mèo là mình có hình con mèo hả em? Mình thổi con mèo hay như thế nào ấy? Người ta còn gọi người dân tộc Hơ Mông là người mèo, người dân tộc mèo, nên là lý do tại sao người ta gọi là sáo Hơ Mông hoặc là sáo mèo. Còn hồ lô là tại vì nó có cái hồ lô ở đây. Dạ, Minh ơi, hồi nãy mình có nói là cái việc mà rất nhiều bạn trẻ chưa biết đến nhạc cụ dân tộc trong khi rất là hay, rất là thú vị, thì dự nghĩ cái vấn đề nằm ở là hình thức truyền cảm hứng đến các bạn. Thì Dư nghĩ sự góp mặt của thổi sáo trong ca khúc của chị Hoàng Thùy Linh là một cái hình thức rất đặc biệt và rất là tốt. Bởi vì thời gian mà sinh viên của Dư á, thì có rất là nhiều nhóm nhạc trong trường, cũng có bạn dùng thổi sáo để mà cùng hòa âm phối khí cho một cái tiết mục trình diễn, thì Dư thấy rất là hay. Cho nên là sắp tới nếu mà với mong muốn là rất nhiều bạn trẻ sẽ biết đến cái nhạc cụ dân tộc này, thì mình có sáng kiến gì cho hình thức truyền cảm hứng đến các bạn không? Là một người mà có lợi thế là nền tảng gia đình, cũng như là có những cái sự may mắn, cũng như là đã trải qua những cái câu chuyện về âm nhạc dân tộc, thì phải nói điều mà lan tỏa đến
không những cái tộc đến tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi là một cái điều tốt. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để mà nó vừa phải mà vẫn giữ được cái tinh hoa đó. Thì bài để mình nói cho mọi nghe, cũng như là sau này có bài của anh Đức Phúc, bài Người ơi người ở đừng về, cũng có cái tiếng sáo của em ở trong đó. Thì cái cách mà các nghệ sĩ hoặc là những nghệ sĩ khác, cũng như là cái cách mà anh Hà Lê sử dụng nhạc của ông Trịnh Công Sơn để mà làm mới nó, thì mình lan tỏa là một chuyện, nhưng làm sao để mình đang lan tỏa nó đúng cách, tức là nó vừa phải thôi, chứ đừng có làm nó mất đi cái chất của người Việt Nam mà nó bị làm cho người ta lầm tưởng nó một cái nước khác. Thì đó là cái mà em muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ sau này. Thì khi mà mình tìm hiểu trên mạng, mà cũng có thể là do mình cái tìm thông tin mình tìm hiểu nó còn hạn chế, nó sẽ dẫn đến những cái mà liên quan đến văn hóa. Thì các bạn trước khi muốn kết hợp với cái điều gì về âm nhạc dân tộc thì mình cũng phải nên tìm hiểu kỹ. Và còn cái điều mà mình lan tỏa cái âm nhạc dân tộc và mình kết hợp đó là một cái điều mà em rất là khuyến khích những các bạn cùng thế hệ với em, mà ngay cả các bạn trẻ hơn, những các bạn thế hệ sau này. Thì đó là những cái mà em mong muốn gửi đến các bạn trẻ mà sắp tới có dự định mà muốn theo đuổi cái dòng nhạc này. Dạ, tại vì tuổi thơ của Dự thì hồi xưa khi mà ba mẹ dắt ra quận nhất để mà chơi á, thì vẫn có rất là nhiều ông cụ thổi sáo một góc đường, và mình chỉ cần là mua ủng hộ kẹo hay là ủng hộ bánh cho cái người thổi sáo thôi. Thì bây giờ vừa thấy ít hơn cái sự xuất hiện đó rồi. Vậy thì sắp tới không biết là nếu các bạn trẻ muốn học về nghệ thuật thổi sáo thì mình có dự định sẽ trở thành một người thầy dạy với các bạn không? Có một cái lớp dạy riêng rồi đó. Hiện tại thì cho đến năm nay thì đã tính được 5 năm là em có kinh nghiệm em dạy sáo. Em dạy cho các bạn mà từ không biết gì, cũng có những cái người mà như anh nói là lớn tuổi rồi, cũng 40-50 tuổi, nhưng mà hồi nhỏ họ có cái sự tiếp xúc với cây sáo, có những cái ký ức đẹp với cây sáo, mà khi lớn lên dần họ không có nhiều cái điều kiện. Sau khi họ ổn định mọi thứ xong thì họ lại quay lại tìm cái niềm vui đó để mà học. Thì em cũng dạy từ những cái bạn nhỏ nhất là khoảng 7-8 tuổi đến hiện tại. Chúng ta có thể đến các nhà văn hóa, thanh niên cũng có thể có những cái lớp về học âm nhạc, nhạc cụ dân tộc. Nếu mà chuyên sâu hơn thì chúng ta có đến nhạc viện. Còn nếu mà học theo cái sở thích của mình, ví dụ như em hầu hết là em dạy tất cả các học sinh của em là bằng sở thích của họ. Tức là họ đến đây em không có giáo trình cụ thể nào hết. Tức là mỗi người sẽ có một cái âm thể loại âm nhạc riêng, mục đích riêng. Ví dụ họ thích thổi nhạc cải lương này, họ thích thổi nhạc bolero này, họ thích thổi nhạc hiện đại này, thì mình sẽ có một cách tập riêng cho họ, chứ không phải là mình sẽ có một cái giáo trình riêng là từ A, B, C, D, X, Z như vậy. Thì nếu mà các bạn trẻ nào hoặc những người nào mà có những cái sở thích cá nhân như vậy mà muốn học, muốn tìm đến thì hãy tìm đến Minh thông qua là Facebook có tên là Đinh Nhật Minh, hoặc là trên YouTube thì có thể đến để tìm học với mình. Bây giờ Dự với Quý chưa biết gì về cái bộ môn thổi sáo này hết, vì đăng ký học thì trong thời gian bao lâu sẽ thổi được những bài cơ bản mà mình thích? Đúng rồi đó, anh cũng đang tính hỏi về câu hỏi này. Ví dụ anh là bây giờ anh quýt 6 bài không được thì anh thổi 6 có được không hả Nhật Minh? Theo cái kinh nghiệm của em á, em dạy á, đầu tiên á em sẽ nhìn vào cái ngoại hình và cái cơ miệng của họ trước. Nên em nghĩ anh Quý thì sẽ dễ hơn là anh Dự. Hơi anh khó Dự thì nha. Chắc có thể nó sẽ tốn khoảng tầm 5-6 buổi gì đó, nhưng mà anh Quý thì chắc là khoảng 1-2 buổi thôi là có thể phát ra âm thanh được rồi. Tại vì theo kinh nghiệm thì chắc em... là Dự phải kiếm cái bộ môn nào không liên quan tới cơ miệng. Vẫn được, thổi sao vẫn được, nhưng thật ra thì mình cái thử thách nó lớn hơn đối với em. Từ lúc mà em đi học đến bây giờ em có một cái là em nghĩ là không có gì là không thể hết, quan trọng là mình cố gắng ở mức nào thôi.
đó là anh Dự đừng có bị nản chí. Em mới nói một tháng mà anh Dự đã nản lòng rồi. Mình có biết là hồi xưa Dự đi học tiểu học, tới cái thời tiểu học cấp 2 của Dự á, cấp 1, cấp 2 thì trước cổng trường á là gần chợ, cho nên là bên cạnh những cái cụ mà thổi sáo thì có bày trải tấm bạc để bán những cây sáo rất là nhiều loại, nhỏ lớn. Thì cũng thấy trời chú thổi hay quá à, bây giờ mua về thử coi. Thử xong là dẹp luôn cây sáo đó. Thử xong là dẹp luôn cây sáo đó, là cảm thấy là mình thấy ủa sao mình thổi cái cây sáo nó ướt nhẹp mà nó không có ra tiếng. À, cây sáo anh đó là anh thổi dọc đúng không? Anh thổi và đúng rồi. Tức là không phải để ngang như vậy, thổi dọc. À, dạ. Là cái sáo đó thì cái cơ cấu miệng như thế nào cũng thổi được hết anh. À, đúng rồi Nhật Minh ơi, sẵn tiện cho anh hỏi thêm, dù mà sự khác nhau giữa một cây sáo dù mình thổi dọc nó khác cây sáo thổi ngang như thế nào, trong khi đó anh thấy ở ngoại hình của nó thì nó đều giống giống nhau mà đúng không? Cây sáo có hai loại sáo dọc, đó là cái sáo dọc mà chúng ta có thể ngậm vào và thổi, bấm và thổi. Cái sáo dọc thứ hai là người ta gọi, mình gọi là tiêu, tức là cái cách thổi nó giống như sáo nhưng mà nó để dọc thôi, nó thổi như thế này. Nhưng cái miệng thổi sáo thì vẫn phải giống giống như mình đang để ngang, chỉ khác là cái hình thức thôi. Còn có thể cái loại sáo mà anh Dự nói á, đó là cái loại mà ngậm vào là thổi nó dễ hơn, nhưng mà có thể là cái chất lượng cái sáo nó không có được tốt nên là khi thổi nó khó. Anh là anh nghĩ là chắc Dự sẽ thổi sáo dọc hay hơn là thổi sáo ngang đúng không? Sẽ thuận lợi hơn là thổi sáo ngang vậy? Cái này để em không nói trước được sợ mất lòng. Ví dụ mà bây giờ mình bớt bàn về cơ hàm của Minh Dự được không? Tại vì á, mình đang tập trung là bộ môn thổi sáo nha. Rồi bây giờ thì rất là nhiều mọi khán giả cũng giống như là Minh Dự và anh Huỳnh Quý rất là muốn nghe được một bài trọn vẹn từ sự biểu diễn của nghệ sĩ Nhật Minh. Thì bây giờ Minh sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Dạ, thì bây giờ Nhật Minh sẽ biểu diễn một ca khúc nào đó để dành tặng cho quý vị khán giả cũng như là hai anh em. Thật ra thì ngày hôm nay mục đích của mình là phải lan tỏa được cái bộ môn thổi sáo này đến với các bạn trẻ, nên Dự vẫn muốn Minh thể hiện một ca khúc nhạc trẻ. Bây giờ anh Quý đề xuất đi. Thì như Dự nói thì anh sẽ cũng hy vọng là Nhật Minh có thể tặng cho anh và Minh Dự cũng như quý vị khán giả một ca khúc nhạc trẻ của ca sĩ Sơn Tùng MTP ha. Nơi này có anh được không hả Nhật Minh ơi? Dạ được, nơi này có anh được. Hay quá Nhật Minh ơi, cảm ơn những giai điệu vui tươi của em từ tiếng sáo du dương này, nghe là muốn nhún nhảy theo luôn á, mà sợ rớt cái điện thoại nên không dám đứng lên nhún á. Cảm ơn Nhật Minh ngày hôm nay đã xuất hiện trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây và cho quý vị khán giả thưởng thức được nghệ thuật thổi sáo. Anh Quý ơi, em nghĩ là nên học để mà đây là một cái chiêu mà cua gái mà lãng mạn á, anh Quý. Trời ơi, anh mà cầm cây sáo mà anh thổi vậy chắc mà lượng fan hâm mộ đăng lên nữa quá ha. Nhưng mà anh cũng muốn em học chung với anh nha Dự ơi. Phải nói là cây sáo nếu mà nói về đời sống thường ngày á, thì ở trong các trường đại học á, nó xuất hiện rất là nhiều. Thậm chí là nó đứng sau những cái hội mà gọi là hội guitar đó anh. Ở trong các trường đại học á, thì sáo đứng sau cái đó thôi. Tại vì nó vừa gần gũi. Thậm chí em có biết rất là nhiều các hội học sinh, sinh viên mà đam mê sáo trúc á,
họ lập những cái hội trong trường, họ trình diễn và rải khắp Việt Nam chúng ta có rất nhiều hội như vậy. Thì thông qua chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây thì em cũng hy vọng là lan tỏa được một cái niềm cảm hứng nào đó cho các bạn nào mà đang cảm thấy là đang chán, chưa có một cái niềm cảm hứng nào, không có một cái sở thích nào, thì chúng ta cũng thể tham khảo Sáu Trúc cũng như là các nhạc cụ dân tộc khác để mình có thể là sau dịch mình có thể tìm kiếm đến, hoặc hiện tại bây giờ chúng ta có thể lên chúng ta tìm kiếm những cái hình ảnh cũng như là những cái âm thanh để mà mình tìm hiểu về nó tên gọi nó là gì, nó xuất xứ như thế nào. Thì là một người Việt Nam chúng ta nên cần biết những cái gì mà gọi là của người Việt Nam. Thì đó là những cái mà thông điệp mà em muốn lan tỏa trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Rất vui được nói chuyện cùng anh Dự và cùng anh Quý và các quý vị khán giả. Chúc cho tất cả mọi người hãy cố gắng kiên cường và chú ý sức khỏe, giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể chiến thắng được cái bệnh này. Cảm ơn Nhật Minh rất là nhiều. Anh Quý như Minh Dự xin được thay mặt chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây gửi lời chúc sức khỏe tới Nhật Minh, chúc cho em luôn bình an và luôn giữ mãi ngọn lửa cháy bỏng trong tim để có thể loan tỏa được cái nền âm nhạc nghệ thuật này đến với thế giới, đến nhiều hơn với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ nha. Dạ rồi, các bạn trẻ nào mà muốn tìm hiểu về bộ môn này cứ liên hệ Facebook Đinh Nhật Minh nha. Rồi, bây giờ cảm ơn Nhật Minh rất là nhiều và chúc Nhật Minh bình an. Quý vị ơi, nhớ đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng mỗi lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự, Nhật Minh và anh Huỳnh Quý xin chào và hẹn gặp lại. Oink, oink.